Em chào hai chị. Em đến từ Hà Nội và em tên là Nguyễn Thị Thảo. Năm nay em 33 tuổi Em bé của nhà mình là bao nhiêu tuổi rồi? Em hiện tại em đã có hai bé rồi, một bé 9 tuổi và một bé 5 tuổi. Em phải gọi là hai cái kỳ tích của cuộc đời em Đúng nhưng mà rồi. chưa giờ em quên cả. Có rất nhiều những biến cố trong những thời gian em mang bầu và để giữ được con đến khi mà mẹ tròn con vuông thì rất là vất vả. Cái bé lần đầu tiên ấy thì em mang bầu khi mà vợ chồng em chưa cưới. Mà tại vì lúc đấy là đang yêu nhau và đến ngày đấy thì em đi làm rồi mà chồng mẹ con đang đi học. Thì em lớn hơn chồng em 2 tuổi mà. Thế thì lúc khi mà em đi làm rồi chồng đi học và chuẩn bị tốt nghiệp thì hai vợ chồng sẽ xa nhau vì lúc đấy gặp nhau ở Hà Nội mà hai quê lại là hai quê khác nhau. Thế nên mà khi mà tốt nghiệp xong em chắc chắn là mỗi người một nơi thì là sợ chia tay. Thì bắt đầu hai đứa em lập kế hoạch là có em bé để xin bố mẹ cưới. Có nghĩa là mặc dù mang thai trước đám cưới nhưng đó là một cái lần mang thai đầy ý đồ, đầy chiến lược, đúng không? Thế thì cái ngày đầu tiên mà em phát hiện, tức là cái khoảnh khắc mà em phát hiện ra là mình đã có thai rồi, nó diễn ra như thế nào? Em thấy em bị chậm ngày. Em thử que, lúc đấy chồng em đang còn chơi game ở quán net ý. Thì em thấy hai Hình như que chưa có ông bố nào được thông báo là vợ có bầu khi mình đang ngồi chơi game ở quán net, đúng không? Chưa, chưa, chưa đúng không? Chưa có luôn. Rồi sao rồi, thế em mới nhắn tin: chồng ơi, hai vạch chìm. Thế là anh ấy out game, anh chạy về luôn. Khoan khoan, chị chưa hiểu cái game đó. Thế thì khi mà em nhắn như vậy thì chỉ có em với chồng Đúng em rồi ạ, thôi, nhắn tin riêng hay tư ở trên game. Tại vì sao? Tại có những cái game mà đang đánh là có nguyên binh đoàn Vâng, đúng lận, rồi, đúng cho nên mình nhắn cho nó: chồng ơi em có thai rồi. Là Yên tâm, ngoài ta chơi Pokemon chứ không phải đi đánh trận như chị đâu. Chị có mới chơi, chị chỉ quan sát thôi em, chị đâu biết chơi game. có một nhắn tin riêng giữa hai nhân vật với nhau ấy, thì ở trên game thì bọn em cũng là vợ chồng. Và thế là em nhắn thì chồng em chạy về luôn. Em bảo ôi thế thì xin bố mẹ để cưới thôi. Nhưng mà lúc đấy thì chồng em còn chưa tốt nghiệp, thì với sợ không dám nói thì mới nhờ bạn bè đánh tiếng ấy cho bố mẹ là người yêu nó có bầu rồi, người yêu đồng minh có bầu rồi. Nhưng mà lúc đấy bố mẹ em không tin, bố mẹ em đã gọi điện mắng, mà bảo là đang học thì bầu bì cái gì, cưới xin cái gì. Thì lúc đấy em cả hai đứa đều sợ và không dám nói nữa. Một đứa nghỉ học, một đứa nghỉ làm, đi ra ngoài xây phòng trọ riêng ở cùng nhau. Thế à, đợt đấy là kiểu như là muốn là gây gây áp lực. Và cũng muốn là chứng tỏ là hai đứa là chắc chắn muốn lấy nhau rồi và sẽ có trách nhiệm với cái em bé. Hai vợ chồng ra ở cùng nhau thì hết tiền. Đúng. Vâng, hết tiền thì lúc đấy mang điện thoại đi cầm, mang xe đi cầm. Có gì mà cầm hết để lấy tiền để lo cho cuộc sống. Vì lúc đấy em mang bầu thì chồng em cũng biết là mang bầu là phải chăm sóc rất là nhiều, Đúng. mà hai đứa lại chưa có kinh nghiệm nhiều lắm nên chồng em cũng lo, thế là cầm hết mọi thứ để lấy tiền. Khi em tả lại, khi em đã đi qua giông bão rồi, em tả lại em rất vui. Nhưng chị hỏi thật là lúc đó các bạn có bị bí bách, có bị mất niềm tin, có hoài nghi cái quyết định của tụi mình và có xung đột vì cái sự bí bách đó trong cuộc sống không? Em khuyên với tất cả những bạn trẻ bây giờ, không bao giờ được bắt chước hay là không bao giờ được học điều đấy. Tại vì khi mà mình chưa chuẩn bị được tất cả về cả tinh thần và vật chất thì không nên có em bé. Nó rất rất là vất vả và ảnh hưởng đến rất nhiều điều trong cuộc sống và chính là nguyên nhân sau này em bị trầm cảm. Đó. Tại vì chẳng qua Hơi mình cảm xúc. qua rồi cho nên mình buộc phải tái tạo nó lại bằng một tâm thế khác. Đúng ạ. Chứ tại thời điểm đó, lúc đó có định chia tay không? Không, hai vợ chồng em là 100% đồng lòng vượt qua. Nhưng quan trọng lúc đấy khó khăn khi mà hết tiền rồi, bắt đầu em nghén nặng. Em nghén nặng bắt đầu suốt ngày nôn và sụt cân. Thì chồng em không không dừng được nữa và quyết tâm là nói sự thật với bố mẹ. Thì mọi chuyện nó ngoài những tưởng tượng của hai vợ chồng. Nghĩa là vừa nói xong một câu là người yêu con có bầu rồi và đang nghén thì bố mẹ em lập tức đồng ý. Là tại sao không nói sớm? Nếu để ra như thế thì có chuyện gì xảy ra thì làm sao? May Sẽ hối ha. hận. Em khóc. Em rất Rất là là nhẹ xúc nhõm. động. Và Lúc đó là thai kỳ được bao lâu em? lúc đấy bắt đầu em được gần 2 tháng rồi. Đến 3 tháng sau chồng em tốt nghiệp xong thì lúc đấy bụng em đã to lắm rồi, không mặc được áo cưới nữa. Áo cưới nào cũng rộng nên em phải mặc một cái áo size cho người quá Người cỡ ấy. đó. Và đến ngày cưới thì trên xe đón dâu con đạp bịch Hân hoan cùng với bố mẹ. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076.
10 năm về trước cái hoàn cảnh đấy sẽ cũng không được đúng cho lắm. Và người ta sẽ dị nghị, nhất là hàng xóm người ta nhìn dị nghị, và em lại còn là đang thất nghiệp nữa, vì lúc đấy em bỏ việc rồi, công việc của em là du lịch mà có bầu thì em không đi được nữa. Gia cảnh nhà chồng em thì cũng là một gia đình có địa vị, cho nên mình bị mặc cảm. Mình cảm là sợ nó, người ta nói với là gia đình này mà lại có con dâu như thế đấy. Nên mà em bị sống khép kín, em ở trong nhà suốt thời gian đấy, đến nỗi mà người ta còn không nhìn rõ mặt em từ khi cưới và cho đến khi em sinh. Thì lúc đấy thai kỳ của em đã 40 tuần rồi mà chưa có dấu hiệu sinh, thế là phải bác sĩ bảo là phải nhập viện ngay để theo dõi thai già tháng. Nằm trong đấy mất khoảng chục ngày, đến ngày thứ 8 thì tối hôm đấy con nó đạp mạnh quá, xong em thấy ướt quần. Em thấy mẹ bảo là nếu như mà ướt quần thì nghĩa là vỡ ối rồi. Em cứ tưởng là vỡ ối thật. Em gào lên bảo ôi cháu ơi em vỡ ối rồi, gọi bác sĩ đi. Sang phòng sinh thì bác sĩ bảo cho vợ lên, dìu vợ lên ghế nằm đi. Bác sĩ thăm khám này bảo ối vỡ đâu mà vỡ ối, tê được quần tê được quần có nghĩa là em bé đạp mạnh quá mà đúng em rồi. Bị xón kiểu ra quần mà em không hề biết. À, em cứ nghĩ đấy là ồ vợ ối cơ. Đấy. Thế không? Bác sĩ bảo còn có nhiều đứa ối thì nó lại nghĩ ngược lại, chắc là mình bị tiểu xón nó cũng không làm gì cả. Đúng rồi ạ. Thế là em xấu hổ quá. Hai vợ chồng dường như về chồng em còn mắng bảo này chứ. Ối nước tiểu cũng không biết nữa. Thế mình bảo lần đầu là sao em biết, em cứ tưởng đấy là vợ ối. Đến ngày thứ 10 em nằm viện thì em sụt 2 cân rồi. Đến ngày thứ 10 bắt đầu em có cơn co, em đau dữ dội luôn. Lần đầu tiên trong đời em vừa đau đẻ mà lại còn vừa mà lại không đẻ được. Đấy thì đau đến mức mà em vỡ ối hoàn toàn. Lúc đấy vẫn là ối thật thì nó vỡ là út nhẹp hết cả xung quanh luôn. Mà em biết đấy là lúc đấy mới hiểu cảm giác vỡ ối là như thế nào. Và em đau đến tận 3 giờ sáng, tử cung không xóa không mở, ối vỡ hoàn toàn nhưng không xóa không mở. Thế là bác sĩ chỉ định là mổ cấp cứu, tiêm gây tê. Em không còn biết gì nữa và chỉ nghe tiếng dao kéo cắt da thịt, cứ nghe sột. Và tự nhiên bắt đầu em bị chóng mặt và em tụt huyết áp. Và em nghe thấy bác sĩ bảo là máu chảy nhiều quá, cầm máu đi. Tại em xong mấy em biết là em bị rối loạn đông máu. Máu em không đông được như người khác, máu ra rất nhiều và em phải thở bằng oxy trong thời gian mục. Thế xong đấy thì một lúc sau thì nghe tiếng khóc, thì em nhìn thấy em bé. Trời ơi, lúc đấy em bảo sao con mình nó xấu thế? Sao con mình nó xấu thế? Em mất sữa hoàn toàn do tiêm kháng sinh nhiều quá trong thời gian đấy. Em làm đủ mọi cách không hề có sữa. Và bắt đầu em lâm vào tình trạng là bị cảm thấy là bị thất vọng về bản thân. Không có sữa cho con bú, phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài mà lại cũng không biết đẻ. Xong đấy lại tiền không có đấy. Nuôi con một sữa ngoài thì tốn kém. Một tháng rất là nhiều thứ chị, phải ít nhất là phải 3-4 hộp sữa. Xong rồi là còn bỉm rồi bao nhiêu thứ nữa đều ông bà lo hết. Lúc đấy chồng đi làm chưa? Chồng em lúc đấy vừa đi làm nhưng đang còn làm hợp đồng. Lương rất là ít. Chỉ có ngày đấy em nhớ là chỉ có 1.800.000 thôi, không đủ để làm gì. Mà có được làm gần nhà, gần vợ, gần con không? Cách 20 cây chị ạ. Thì cứ buổi sáng đi làm xong buổi tối mới về. Thì khoảng thời gian mà không có chồng em lâm vào hoàn toàn là bế tắc luôn ấy. Em cảm thấy mình quá vô dụng, không làm sao thoát ra được cái suy nghĩ đấy. Em có hối hận về cái quyết định trước đó của hai đứa không? Em không hối hận, nhưng em giá như mà làm lại thì em muốn mình sẽ thật kiếm được tiền. Thì nó là hối hận đó. Thì nó là hối hận rồi. Cái cảm giác mình không biết là tả như thế nào cả. Mua một cái gì đấy có 20.000 thôi cũng phải xin bố mẹ chồng thì làm tự chủ. Thế xong đấy là em trầm cảm, em stress trong thời gian. Có ngày mà con ốm lại, lúc con ốm nữa chị, con ốm là những ngày vất vả nhất, nằm viện. Xong rồi em nằm viện, đưa con nằm viện xong, lúc đấy em nghĩ là em phải bỏ trốn. Em để con ở bệnh viện xong em nhắn tin cho chồng là vào đón con, xong em chạy, em bỏ trốn. Là em bỏ trốn thật? Vâng, em bỏ trốn thật. Em đi ra ngoài đường, em cứ lang thang ngoài đường như thế. Sao em nghĩ bảo là hay là mình chết quét đi cho rồi. Em cảm thấy mình thật quá vô dụng. Con không biết nuôi con để con ốm, sữa không có, xong rồi tiền cũng không. Em đi đến giữa đường em khóc, xong tự nhiên em ngất. Em ngất và lúc khi em tỉnh dậy thì em đang trong một phòng khám. Và lúc đấy bắt đầu em sợ, bắt đầu em mới sợ cái cảm giác chết. Chết thì sẽ không còn gặp con nữa, không được gặp chồng nữa. Em xin điện thoại của cái cô y tá ở trong cái phòng khám đấy, gọi cho chồng. Xong chồng đến đón em, xong em khóc hoa một trận luôn. Thì đến lúc khi con được hơn 2 tuổi, em bắt đầu làm được rồi. Em mở một cái tiệm quần, cái shop quần áo nhỏ, em bán quần áo. Thế xong đấy đến thì em lại đi học tiếp. Em bảo phải đi học lại và em xin đi học y dược.
đến ngày thực tập rồi thì lẽ thực tập ở trong khoa sản nhi, gặp một cái ca đêm hôm đấy là sinh ba, em nhìn thấy yêu quá, em chụp ảnh cho chồng em, xong rồi em bảo là thôi vất vả thì cũng vất vả rồi, con cũng 3 tuổi rồi, hay mình sinh tiếp đi. Thế em lại rất thích trẻ con dù là rất là nhiều những cái biến cố như thế. Chồng bảo ok sinh tiếp. Thế nhưng mà lúc đó thì kinh tế gia đình nó đã ổn. Lúc đấy là bắt đầu đã ổn rồi chị, em đã có đồng ra đồng vào, biết thu nhập rồi, vì em bán hàng rất là có duyên nên hàng kiểu là đơn rất là nhiều. Khi mà em phát hiện ra em có con thứ hai rồi thì lúc đấy em đang tiếp tục thực tập trong bệnh viện nhi, bệnh viện sản. Thì nửa đêm hôm đấy em bị đau bụng và em xuống nhờ cô siêu âm cho thì phát hiện ra là em bị dọa sẩy, bong rau non và tiên lượng xấu, có thể là cái thai này sẽ không giữ được. Lý do là do cơ địa hay là do em hoạt động nhiều? Vâng, em hoạt động nhiều quá. Thì lúc đấy em nằm khóc luôn trên cái giường khám. Em cảm thấy không hiểu sao mà cái số phận cứ mỗi lần mà có bầu em lại khổ như thế. Em gọi cho chồng em khóc, em bảo chắc chắn em phải giữ được con, không thể mất được con được. Thì sau đấy ngày hôm sau thì đã ra máu rồi, thì em với chồng em cùng nhau xuống Hà Nội, đi 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Có nghĩa là em đi rất chậm vì em sợ là chỉ cần mạnh một phát là con nó sẽ mất. Nhà em xuống đến nơi bệnh viện xe, bệnh viện nội tiết ấy, thì bác sĩ quát em, chửi em luôn, bảo là tại sao ngồi ở trên nhà điều trị mà xuống đây, ở trên đấy thì còn sẽ xuống đây có khi là mất con rồi. Lúc đấy em lại càng khóc, em lại càng sợ. Thế bác sĩ bảo lên bàn siêu âm nhanh đi. Thế là vừa nằm siêu âm em chỉ nhanh, em mong nhanh cái đầu siêu âm nó chạm vào để em xem có còn cái toàn tim thai không. Thì lên cái thì nghe tiếng đập đập, bác sĩ bảo tim thai còn, nhưng mà đã ra máu rồi, nên nhập viện ngay lập tức. Thì em nhập viện ngay trong ngày hôm đấy và nằm ở khoa nội tiết của bệnh viện C. Thì cái ngày ra nằm viện mới cảm thấy kinh khủng quá, tại vì tất cả các bệnh, các mẹ trong đấy đều trong cái tình trạng giống mình, là dọa sẩy rồi dọa sinh non các kiểu. Mình gia tăng thêm cái sự lo âu. Mà trong khi đấy bắt đầu lên cơn nghén chị ạ. Em nghén trầm trọng luôn, em nghén mà trong một tuần em sụt 4 cân. Từ 49 cân em còn 45 cân. Mà em cao như thế, em gầy rộp đi. Thế xong rồi vừa nghén, vừa sụt cân, lại vừa lo lắng về cái thai trong bụng. Em cảm thấy cuộc đời nó cứ bế tắc luôn ấy chị. Em chỉ sợ mất con thôi. Thế xong rồi em nằm cho bệnh viện mất 3 tuần. Thì bắt đầu tiêm thuốc nội tiết rồi uống thuốc giảm co các thứ. Thì bắt đầu thai nó hơi ổn lại được, thì bác sĩ cho em về ngoại trú. Em xin về gần nhà người quen ở đấy thì em nằm. Bắt đầu em xa cả con đứa con đầu, em xa cả chồng thì em nằm đấy giữ thai. Bắt đầu khi đấy bắt đầu em lại trầm cảm. Bắt đầu em suy nghĩ nhiều thứ, xong rồi em hay gây sự với chồng em. Em đều thấy cái gì đến với đời mình nó cũng bi kịch. Tức là em chỉ nhìn thấy cái sự bi kịch, cái sự thiệt thòi mà số phận đặt ra cho mình. Em bảo tại sao người ta mang bầu người ta cơ thể dễ dàng như thế, người ta vẫn cứ hoạt động bình thường, vẫn yêu đời như thế, tại sao mình cứ đến mình lại như thế? Là lại không thể nào mà tốt lên được, do tâm trạng của em quá tồi tệ. Thì tiếp tục lại chảy máu tiếp và em lại phải nhập viện tiếp. Là bắt đầu em theo dõi thai tiền đạo trung tâm. Thì bắt đầu em về nhà là chỉ có nằm không thôi, không được làm bất kỳ cái gì cả, mà lúc nào em cũng cảm giác như là con nó sắp ra khỏi mình rồi ấy. Lúc nào cũng cảm giác là nó đang thúc xuống, cơn đau nó cứ quặn lên. Và suốt ngày em phải uống thuốc giảm co và nằm treo chân tại một chỗ, không sinh hoạt, không làm gì được cả. Công việc ở thực tập bệnh viện em cũng phải dừng. Sau đấy thì uống thuốc và giữ thai một thời gian, thì em đi kiểm tra lại thì bác sĩ bảo là không phải tiền đạo trung tâm mà là thấp thai. Ui lúc đấy em mừng quá, thấp thai có nghĩa là vẫn không nguy hiểm bằng rau tiền đạo. Thì bắt đầu lại thời gian em lại nằm tiếp từ cái tháng thứ 5 đến tháng thứ 7 thì lại ra máu tiếp. Em lại khóc một trận nữa. Đoán trường đi trời. Lại đi khám tiếp thì bác sĩ bảo dọa sinh non, bắt buộc nghỉ ngơi 100% tại chỗ, không được cử động nữa. Và em buộc phải bỏ tất cả mọi thứ, từ cửa hàng cho đến công việc học tập, bỏ tất để giữ lấy con, để cố gắng giữ được con ở lại. Ở em ở nhà, em nằm suốt từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, không ra khỏi giường. Mọi vệ sinh hay là mọi các hoạt động vệ sinh cá nhân đều là chồng em lo hết. Tại và thời điểm đó em đã có một bé. Vâng. Thế thì cái việc chăm sóc cái bé đó, tại vì con 3-4 tuổi nó vẫn là một cái đứa bé rất là cần được chăm sóc. Gần như em xa cái đứa đầu hoàn toàn trong 9 tháng. Lúc thì ở với bà nội, lúc thì về với bà ngoại. Rất là thương mẹ với em bé, suốt ngày vào thơm bụng em bé, hỏi thăm mẹ. Em rất là buồn, nhiều khi ra ngoài thấy con đang nằm một mình ở trên ghế, em buồn, em chảy nước mắt. Em thấy thương con quá, con tự thành bị cô độc.
khi mổ xong thì em bé của em lại dính một chuyện là ối của em bị bẩn. Ối của em màu xanh đen luôn, không phải màu kiểu như không phải là đục giống như người bình thường. Thế là em bé uống vậy cái ối đấy và bị xuất huyết tiêu hóa. Nuôi em bé ra thì em bé nôn ra máu chị ạ. Trời ơi, ra máu. Vâng. Lúc đó là khi mà con chào đời là con nặng bao nhiêu? Con nặng 3 cân, hơn 3 cân một chút. Nhưng mà em thì ngứa, bị dị ứng cái thuốc ấy, chị ngứa toàn thân thôi. Xong rồi không có nhìn con lúc đấy đâu. May quá đến chiều thì bác sĩ bế con về và nói là rửa ruột cho con rồi và tình trạng của con là ổn rồi. Thế lúc đấy là hai vợ chồng ôm nhau, rồi ôm con, xong rồi cả mẹ ôm cháu, xong rồi ngồi nở khóc. Và em quyết định là em không dùng thuốc giảm đau nữa để em giữ bầu sữa. Em sợ mất sữa như lần đầu thì chắc em chết luôn, nên em không sống được. Vết mổ nó chồng vết mổ, nó rất là đau, nó đau gấp nhiều lần mổ lần thứ nhất. Em vẫn phải nghiến răng em chịu nữa mà. Mẹ em bảo là mặt em tái mét luôn. Xong mẹ em bảo thôi con ơi, con cứ giảm đau một chút đi rồi sữa nó sẽ về thôi, không những lần đầu nữa, con đừng làm như thế, mẹ sợ lắm. Xong em đau quá mà em xỉu luôn, phải truyền để tỉnh. Thì em bảo thôi mẹ, con vẫn chịu được. Đến ngày hôm sau em cố gắng em ăn được 2 suất cơm liền. Không ngon em cũng ăn, em ăn cho kiểu là phải cố gắng làm sao cho sữa nó về. Đến ngày thứ 3, 2 cái bầu sữa căng phải gọi là kiểu là sắp nổ luôn. Thế là con bú không kịp, sút không kịp ra em lại bị tắc sữa và sốt. Sốt 40 độ luôn, tắc sữa đây rồi. Thuê cả người vào để day bầu sữa, nó cũng không hết tắc. Bác sĩ day cũng không hết tắc. Nên cuối cùng là hai vợ chồng phải khép cửa lại, xong vợ cởi hết quần áo ra. Xong rồi chồng cứ lấy cái chai mà nước ấm ấy, chồng chườm lên từ trên xuống dưới. Xong rồi chườm nách, chườm các thứ cho vợ hạ sốt. Rồi vừa hạ sốt vừa nắn sữa ra. Đến 2 ngày như thế thì bắt đầu em cắt được cơn sốt và bắt đầu trở về bình thường. Và sữa tràn trề luôn. Lần đấy mà em cuộc đời bắt đầu nở hoa. Vâng, em khoe khắp nơi, em khoe cả trên mạng xã hội, em khoe với tất cả mọi người là em có sữa rồi. rất là xỉ. Em vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác mà sữa nó về nhiều, xong con uống nó cứ ực ực ực. Mình cảm thấy trời ơi, nó đông đầy đúng không? Vâng, đúng rồi. Thôi nghe cái hành trình của bạn này em bị nín thở chị ơi. Mấy chập đúng không? Em bị nín thở mấy chập. Đây người thật việc thật rồi nè, mình không có cần phải đi khuyên các bạn trẻ một cái điều gì đó mơ hồ nữa. Lần đầu mình bí bách mình trầm cảm vì những cái điều kiện vật chất nó nổi cộm lên hẳn lên trên để mình cảm thấy là mình hoàn toàn bất lực. Đúng rồi ạ. Đến đứa thứ hai thì có vẻ như câu chuyện kinh tế nó đã dễ thở hơn với em đúng không? Thì nó lại là những cái yếu tố khác mà mình không quyết định được. Đây là hai cái điều kiện rất là quan trọng mà mình nghĩ rằng là thôi các bạn trẻ hy sinh vì tình yêu, theo đuổi tình yêu hợp lý hết á. Chúng ta phấn đấu về hạnh phúc là hợp lý hết, nhưng các bạn đừng quên rằng là chúng ta luôn phải có phương tiện để đúng chúng ta có thể có được hạnh phúc. Phương tiện đó trước hết phải là sự tự lập về kinh tế. Đúng rồi ạ. Quyết định thì quyết định, vẫn không thể nào né được những cái thời điểm mà nó cực kỳ cùng cực về mặt cảm xúc. Cho nên các bạn cũng đừng nhân danh một cái gì đó để gọi là tình yêu, để nói rằng là tụi em sẽ đi qua sông rộng đường dài. Đi thì đi đó, nhưng mà sẽ chết hụt mấy lần vì cái tội ngợp nước. Tôi nghĩ là tôi không có cần phải thêm bất cứ một cái thông điệp nào nữa. Trải nghiệm của Thảo đủ để chứng minh rằng là chúng ta cần nhiều lắm các bạn, chúng ta cần rất là nhiều cho hành trình làm mẹ, hành trình hôn nhân, hành trình để mình có thể tự tin trong một cái vai trò mới. Tất cả những thứ đấy đã trở thành kỷ niệm rồi, mọi thứ đều đã vượt qua rồi, cho nên em chia sẻ rất là tích cực để cho các bạn nghĩ là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đều sẽ ổn. Từng nghĩ đến cái chết, từng nghĩ đến buông tay khi mà cái bầu đứa thứ hai em còn từng nghĩ là em tự vẫn luôn ở bệnh viện cho xong đi. Tại vì nó quá sức chịu đựng của em rồi, khi mà cơ thể còn có 44 cân nhưng mà nôn ọe suốt cả một ngày, suốt từ sáng đến tối em chỉ ôm sậu để em nôn thôi. Xong rồi bên dưới thì chảy máu, mồm thì nôn, thì em nghĩ cái trải nghiệm đấy em nghĩ là em đã dùng mình rồi, bây giờ mình vượt qua rồi thì mình thấy nó nhẹ thôi, chứ lúc đấy thực sự là thảm lắm. Phải công nhận là để có được nụ cười ngày hôm nay thì cũng đã đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt rồi. Và bây giờ thì bạn có điều gì nhắn gửi đến người thân của mình hay không? Vâng, về em có rất nhiều điều muốn nói với người thân. Về đối với chồng, đối với bà nội của bạn trẻ là mẹ chồng em, là bà ngoại của bạn trẻ, thì vì cái thời gian suốt 10 năm qua, khi mà hai lần mang bầu với hai thử thách kinh khủng như thế, thì người bên cạnh em vẫn là ba, vẫn là gia đình, vẫn là chồng, vẫn là các mẹ và ông, cả ông, bố,
trong gia đình để giúp mình có đủ những cái tình yêu và hy vọng với những người xung quanh. Nên em cảm ơn gia đình, cảm ơn chồng, cảm ơn bố mẹ hai bên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thay mặt cho chương trình, xin được gửi cho bạn một phần quà. Đây là son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản. Em cảm ơn chị.